Nhận định bóng đá Mỹ với Jamaica. 8 giờ ngày 4 tháng 7, Mỹ đang tiến rất gần tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch. Muốn có mặt ở trận đấu cuối cùng tại Soldier Field, thầy trò huấn luyện viên Greg Berhalter phải tiếp tục vượt qua đối thủ khó chịu và nhiều duyên nợ Jamaica ở trận đấu sáng mai. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin kèo đấu. Hồi đầu tháng 6, trên hành trình chuẩn bị cho Cúp Vàng 2019, Mỹ đã đụng độ Jamaica trên sân Audi Field ở Washington và đã để thua 0-1. Khi ấy, huấn luyện viên Berhalter cất giữ hai ngôi sao Christian Pulisic và Weston McKennie khiến cho hàng công đội nhà gặp rất nhiều vấn đề, đặc biệt là trong khâu dứt điểm, lấn lướt hoàn toàn với hàng loạt cơ hội ngon ăn. Nhưng các cầu thủ Mỹ lại không thể có được bàn gỡ hòa ở 30 phút cuối trận. Tuy nhiên, bước vào trận đấu sáng ngày mai, mọi thứ sẽ khác. Có thể trận thắng tối thiểu 1-0 trước Curaçao của Mỹ chưa thực sự thuyết phục giới chuyên môn cũng như người hâm mộ, nhưng việc đoàn quân trẻ trung của huấn luyện viên Berhalter toàn thắng cả 4 trận và không để thủng lưới bàn nào kể từ đầu giải là một thành tích vô cùng ấn tượng. Điều đó chứng tỏ, dù còn tương đối trẻ, nhưng các cầu thủ Mỹ đã thi đấu rất tập trung, gắn kết và biết chớp các cơ hội ghi bàn để giành chiến thắng chung cuộc. Đây đã là lần thứ 10 liên tiếp và lần thứ 14 trong tổng số 15 lần tham dự Gold Cup, Mỹ lọt vào bán kết sân chơi danh giá nhất khu vực này, và họ rất khát khao giành thêm một chức vô địch để dần thu hẹp khoảng cách với đội giàu thành tích nhất là Mexico đã giành 10 cúp vàng, trong khi Mỹ mới có 6. Tuy nhiên, Mỹ sẽ cần phải nhập cuộc nhanh hơn và chơi bóng tốc độ hơn trước Jamaica, bởi so với Curaçao, đương kim Á quân Gold Cup có lối chơi khó chịu hơn rất nhiều, đồng thời đội hình cũng chất hơn, nhất là ở các vị trí trên hàng công, sở hữu tốc độ, sức mạnh và độ khéo léo. Song, dù Jamaica không quá lép vế ở 5 cuộc chạm trán gần nhất với Mỹ 2 thắng, 3 thua, nhưng nhiều khả năng họ sẽ khó tạo nên cơn địa chấn tại sân Nissan sáng ngày mai. Trong một trận đấu thiếu cả thiên thời, tiện lợi và nhân hòa, Jamaica nhiều khả năng sẽ phải nhìn chủ nhà tới Soldier Field đá trận chung kết.